Rồi, trước mặt anh chị mình là linh sam tắn hai màu nha bà con mình. Linh sam tắn hai màu là linh sam nó có ra hai màu, màu tắn và màu tím. Thì bữa nay là ngày 5 tháng 8. Đây, cái mặc định của cái cây linh sam á, là trong vòng 10 ngày đầu á, là nó sẽ ra bông. 10 ngày tới 20 ngày nè. Anh chị mình thấy không, nó ra tắn là đây là cây zin nha. Không phải là cây ghép nha bà con mình. Ha. Tắn hai màu à, thì giá loại bầu mà tuổi nó già thì 20.000 bầu. Bầu non này thì chưa có ship được, thì mình quay cái mẫu bông cho bà con mình. Bông nó rất là đẹp, có một cái là nó chỉ ra nhiều thôi, nhưng mà nó lên lên chi lên xương rất là đã luôn ha. Đây nè, màu tím nè, cái cây này là cùng một cây nữa mà nó ra hai màu rõ rệt nha. Để bà con mình nói cây ghép ha. Đây, cùng một cây ha. Đó, nó ra hai màu là bà con mình thấy. Có ông khách đứng đây nè. Đó là linh sam tắn hai màu ha. Thì có khi nó, đó, một cây nó ra hai màu nè. Rồi cùng một nhánh nó ra hai màu luôn. Để mình lấy cho bà con mình coi. Để số anh em mà mình mới chơi á, nói là ông vũ ghép là không phải ha. Đây, cùng một bông một cành nó ra hai màu luôn nè, bà con thấy không đó. Và có khi là một bên này cùng một cành như vậy thì nó rất là đa dạng, có khi nó ra tắn không ha. Là linh sam tắn hai màu thì bà con mình lưu ý. Và bên đây là linh sam siêu bông là khác nha. Đây thì khi mà mình giao siêu bông thì tuổi cây nó rất là đạt. Đây siêu bông đây, cái lô này. Còn bên đây là tắn phớt hồng, là tắn phớt hồng đây. Đây là linh sam hồng. Linh sam hồng này, cái màu bông này là nó do nó mới cho nên là bông nó chưa có đạt chuẩn nè, do cái cây giống mới vô á. Rồi một giống nữa linh sam hồng mà bên em đang đang cắt bữa nay ngày 5 tháng 8 luôn, đang cắt nhánh nè. Bà con mình ở gần á thì mình nên mua loại nhánh này, còn ở xa thì mình nên mua loại bầu. Nhánh linh sam hồng bên em bán là 30.000 nhánh, bà con mình thấy nha. Bữa nay cắt khoảng 7-8 tâm nhánh này. Còn linh sam tán phớt hồng là đây ha, bông nó nè trắng tươi à, là nó không có ra hai màu nhưng tán hai màu. Thì mặc định những cái cây này á, thì khi mình giao á là trắng phớt hồng là tuổi rất là đạt luôn. Rồi siêu bông nè, đám này siêu bông là rất là đạt. Siêu bông thì nói gì nhiều, nhà em có khoảng 30-40 ngàn bầu ha, trong chậu C6 trắng phớt hồng. Rồi 86 thì hơi khó nuôi xíu. Đây 86 đây đó, nãy giờ là 5 giống rồi nha bà con mình. 86 siêu bông là bằng giá là 17.000 nhánh một bầu. Tắn phớt hồng tắn hai màu là 20.000 bầu. Linh sâm hồng thì 40.000 bầu. Đó là giá bao ship ha, đơn hàng 50 cây. Có thể bán lẻ nha bà con mình. Sẵn đây mình giới thiệu cái màu bông cho bà con mình. Thì sau khi quay xong mình sẽ để cái đường link là top 10 loại linh sam cho bà con mình tham khảo ha. Cái nhiều anh em mà hiểu lầm cái chuyện mà linh sam tắn hai màu với linh sam tắn phớt hồng. Loại này là nó gai rất là nhiều ha. Thì bà con anh chị em mình mà có trồng thì nên trồng ở mé bìa. Còn nếu mà lên bonsai thì người ta không ngại, rồi gai ở đâu người ta tỉa đó, cần thân người ta còn chơi được. Sức sống nó rất là mạnh. Thì anh em mình quan tâm linh sam tắn hay màu thì điện cho em 0987 557 550. Đó, mình coi lại giùm em nha. Bông nó rất là đã nha. Khi mà giao là không có bông ha, tại những cái cây già nó rụng bông hết rồi. Số anh em mình đòi bông thì những cái cây non như vậy nè, 5-10 ngày nó sẽ ra hoa nha. Nè đó. Bên bầy đó nó cũng ra bông mà nó tàn, còn cái này mới vô lại ra bông. Trắng hai màu đây nó ra bông nhiều lắm nè. Ở ngoài nó đẹp hơn, tại do trong quay déo thì nhiều khi mình quay do cái máy nó quay chưa chắc chị.
Ờ, khúc kia còn gỗ nữa cả. Rồi anh chị mình lưu ý giùm em nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2020. 22. Đây cây của em thì còn nhiều lắm. À, hôm qua có ông khách ông hỏi bộ cây giống hết rồi sao mà không thấy đưa lên. Thật ra là nó ế nhiều lắm. Cho nên là không phải mình quay thì cái cây giống như tuổi xe bông của em nuôi thì càng ngày càng già chứ đâu có khi nào càng ngày càng non đâu. Trong bầu nè, đây là loại cao nè. Trong cái bọc ấy, loại này trên 5 tuổi cũng tại vườn là 15.000 anh chị em mình. Thì mua cái số lượng lớn là đến cứ đến tại vườn tham khảo ha. Rồi.